Dạ, xin chào mấy cô chú anh chị. Hôm nay shop Tú Duy Nhật Cần Thơ bên em sẽ lên các mẫu áo Montergy Nhật ha, đồng giá 30.000. Phí ship còn xa là sẽ dao động 30.000 ha. Thì rồi với cái hóa đơn từ 200.000 trở lên mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho mình nha. Dạ rồi, em sẽ lên mẫu áo lưới đầu tiên. Đây là mẫu áo lưới cánh dơi. Nó sẽ có phần bo chui, bo phần vải thun phía dưới á. Rồi, cái này thì nó sẽ là màu be giùm em, form rộng rãi, form này chắc tầm khoảng 6 mươi sắp lên ký qua đầu giùm em nha. Mã số bên em sẽ gồm là mã 4 số, mình lấy mã nào mình nhắn tin liên hệ cho shop em cái mã đó, em sẽ soạn đúng mẫu cho mình nha. 0853 30k. Em qua một chiếc mẫu tiếp theo là mẫu áo cardigan lưới, cái này là màu trắng tinh giùm em nha. Mẫu này là mẫu áo cardigan nhưng mà form nó nhỏ, form này chắc tầm khoảng 55 đến 60 kg qua đầu giùm em nha. Mã 0831 30.000. Dạ rồi, một chiếc áo ghi lê tiếp theo. Đây là một mẫu áo ghi lê tay lưới hai, cái này là màu trắng, ở phía dưới áo nó sẽ có vạt thun giùm em đó. Cái này form này form có co giãn ha, thì em mình mặc đẹp thì mình tầm khoảng 55 đến 57 58 ký quay đầu là sẽ vừa mẫu này giùm em nha. Mã 0832 30k. Dạ, tiếp theo là một mẫu áo tay dài ha, mẫu này chất bản Montagy. Nó sẽ là họa tiết màu tím giùm em, họa tiết tím. Cái này thì nó sẽ là phong này là phong vừa ngang hông giùm em ha, có co giãn tầm khoảng 60 kg, 62 kg qua đầu ha. Mã 0863 30.000. Dạ, đây là một mẫu áo Montagy, cái này thì nó sẽ là tay dài có co giãn ha. Cái phần cổ của nó sẽ là có viền bèo, màu của nó là màu vàng đất giùm em nha mấy chị, màu vàng đất lên giá rất là sáng da và trắng ha. Thì cái này nó sẽ có độ co giãn form cái tầm khoảng 60-62 cái quay đầu sẽ vừa nha. Mã 0842 30.000. Tiếp theo sẽ là một mẫu áo crop top. Mẫu này là mẫu áo lưới crop top rất là trẻ trung dễ thương ha, màu của nó là màu xanh cobalt nhạt đó, lên da rất là sáng da của mình luôn. Cái này dễ thương nè, cái này là mình bận với chân váy lưng cao á, đó rất là đẹp, hoặc là mình bận với quần sọt lưng cao cũng dễ thương ha. Mã 0839 30.000. Em qua tiếp cho mình một chiếc áo ba lỗ lưới ha, cái này lưới to nha, cái này là dạng lưới biển đó mấy chị. Thì mình mặc cái áo này mình lưu ý giùm em, mình sẽ phối bên trong là một chiếc áo bra, tại vì cái lưới của nó là lưới to nên là nó sẽ lộ, nó sẽ thấy cái nội y của mình ha. Bận phối thêm cái bra trắng bên trong rất là đẹp, rất là dễ thương. Cái này thì mình dành đi biển ha, đi biển hoặc là mình bận đi chơi cũng rất là dễ thương, cũng rất là đẹp nha. Mã 0829 30.000. Dạ, tiếp theo là một mẫu áo lưới ha. Cái này là một mẫu áo lưới, màu này là màu vàng chanh giùm em ha. Cái này form rộng rãi có co giãn nè. Trước bụng nó có cái phần túi ngang 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 bụng á, thì cái này là dạng form túi hôn. Cái form túi của cái áo khoác hoodie mấy chị ha, mình bận áo khoác thì mình biết ha. Rồi, form này nó tầm 70 65 kg qua đầu giùm em nha. Mã 0837 30.000. Dạ rồi, một chiếc áo màu cam cà rốt, này là khoác cardigan giùm em. Thì nó sẽ không có nút nhặt, mình khoác ở ngoài ha. Mình bận trang phục bên trong rồi mình khoác cái này bên ngoài. Màu này là màu cam cà rốt nên là nó sẽ tôn da của mình nhiều hơn. Ở cái mặt của nó rất là đẹp mà nó sáng da, nhìn nó tươi tắn lắm đó mấy chị. Mã 0838 30.000. Em qua tiếp cho mình một chiếc áo khoác cardigan. Cái này là dạng áo cardigan phun lửng nhưng mà nó là đan lưới giùm em nha. Cái này mấy chị đi biển là hết sảy luôn. Mình bận mình khoác ở ngoài ha, rất là đẹp. Đồng thời nó cho mình là hai cái sợi dây để mà mình thắt nơ mình buộc phía trước đó ha, rất là đẹp nha. Cái này thì phun thoải mái, phun cho mấy chị tầm khoảng 60 kg đầu vừa nha. Mã 0819 30.000. Em qua tới cho mình một chiếc áo gọi là áo Montagy đó, nó có cho mình là ở phần dưới áo sẽ có vạt thun ha, cổ áo đắp chéo, màu này là màu xám lông chuột giùm em nha, màu này rất là dễ thương ha. Cái này thì mình bận lên mình dễ phối lắm, cái nhất là cái cổ V nó hơi sâu, mấy chị lưu ý là mình sẽ phối với cái nút kiểu nút gài á, mình gài nhẹ cái phần ngược lại là không lo bị lộ ha. Mã 08
Tiếp theo là một mẫu áo lưới. Cái này thì nó sẽ là dạng áo khoác ha. Nó có cái nút nhỏ phía dưới mình gài giùm em. Hai bên túi nó nè, ở hai bên vạt áo nó sẽ là có túi ha. Túi cái này thì mấy chị bọc phát ngoài giùm em. Cái màu của nó sẽ là màu cam. Nó cũng là cam cà nhưng mà nó sẽ nhạt hơn cái mẫu áo hồi nãy ha. 0845 30.000. Em qua tiếp một cái mẫu tiếp theo, đó là một mẫu áo cardigan phô cắm dơi. Cái này là tay ngắn giùm em nha. Màu này là màu đỏ cam ha. Thì ở dưới cái vạt áo nó sẽ có bo thun. Cái này sẽ có co giãn á. Em nghĩ mấy chị tầm khoảng 60 hay 62 mình quay đầu là vừa, vẫn này đẹp luôn nha. Mã 0827 30.000. Em qua cho mình một cái mẫu khoác choàng. Cái này là dạng khoác choàng mấy chị, mình sẽ là có cái cánh, cái phần tay của mình nó sẽ là mình choàng lại đó. Đó, cái này rất là đẹp, cái này kiểu rất là lạ luôn. Vải của nó là vải Montegi pha vạt pha viền lưới giùm em nha. Cái này rộng lại thoải mái, em cho mấy chị tầm khoảng 65 quay đầu là vừa. Mình phối với lại trang phục của mình rất là dễ mặc ha. Mã 0860 30.000. Em lên cho mấy chị một cái mã áo tiếp theo là một bộ áo lưới. Cái này là lưới đen giùm em, bản lưới to nên là mình bận phó bên ngoài giùm em nha. Mình phó bên ngoài ha. Rồi cái này thì nó sẽ vừa những chị nào mà tầm khoảng 60kg quay đầu sẽ vừa. Đó, ở 60-65 luôn á mấy chị. Tại vì cái này nó là có co giãn nữa ha. Với lại là phông của nó là phông rộng, mặt của nó màu đen nên là mình bận dễ phối cực kỳ luôn á. Mã 0840 30.000. Em lên cho mình một chiếc mẫu áo Montegi. Cái này là tay dài, form dài, phọc dài luôn. Cái này thì tầm khoảng 65-70 cái bắt đầu sẽ vừa. Nó là viền họa tiết thổ cẩm giùm em nha. Tông của nó thì sẽ hơi vintage chút xíu á. Mình có gu thích bận theo phong cách vintage thì mình có thể lấy mẫu này về mình mặc ha. Mã 0844 30.000. Em đi tiếp cho mình một chiếc áo Montegi. Cái này là sọc cam giùm em, sọc cam xanh. Đó, cái này thì form nó là diễn khơi lửng chút xíu, nó sẽ ngang hông giùm em ha. Cái này thì chắc tầm 60-62 quay đầu là vừa đó mấy chị. Mình bận rộng rãi thoải mái, cái này mình bận như diện là áo cung tay dài đó, rất là dễ phối ha. Mã 0835 30.000. Em lên cho mình một chiếc khoác cardigan. Cái này là phom lửng giùm em nha. Rất là nhờ, phom này là phom kiểu dạng crop top á mấy chị. Đó, màu của nó là màu xanh ngọc. Nó là đẹp, nó là dạng đan lưới giùm em. Lưới to, mình dùng để khoác bên ngoài ha. Cái này mấy chị nhỏ con bọn đẹp nè. Đó, tầm khoảng 55-57 kg quay đầu là vừa giùm em nha. Mã 0836 30.000. Em lên cho mình một chiếc áo thun. Áo thun crop top màu trắng tinh. Cái này là mẫu tem nữa. Cái này thì mình sẽ phối với lại là quần trên lưng, quần ngắn lưng cao nè, quần dài lưng cao, hoặc là mình phối với chân váy cũng xinh nữa. Ở cái form này nhỏ, form này tầm khoảng 55 quay đầu giùm em nha. 55kg á mấy chị. Mã 0830 30.000. Em lên tiếp cho mình một chiếc khoác cardigan. Cái này là màu be, màu dạng màu nâu mà nút giùm em nha. Cái này thì nó là dạng khoác cardigan có lưa đan lưới. Đó, nó sẽ cho có cho mình một chiếc nút phía trên. Mình gài nút phía trên giùm em ha. Form này thì em nghĩ chắc tầm khoảng 60kg bắt đầu sẽ vừa. Mình phối với lại trang phục tỉ nha mấy chị. Mã 0828 30.000. Tiếp tục một chiếc cardigan, một chiếc áo Montegi tay dài ha. Cái này là sọc xám lông chuột giùm em. Rất là dễ thương. Cái vạt của nó là sẽ là vạt so le và có sẽ tà nhẹ. Cổ của nó là cổ tim, rộng rãi thoải mái. Tầm khoảng 60-65 quay đầu sẽ vừa. Cái này mình sơ pin cũng đẹp đó mấy chị ha. Mình sơ pin 0825 30.000. Tiếp theo là một mẫu khác cardigan. Cái này là mình có thể mình gài hết nút, mình bận với áo khung cũng đẹp. Form của nó là vải của nó là vải Montegi. Đó, nền của nó là nền xám sẽ pha với lại là hoa tím ha. Hoa tím này dễ thương nè. Mình gài hết nút xong mình sơ pin bộ cũng đẹp. Hoặc là không gài hết nút mình để ra ngoài, mình khoác nhẹ ở ngoài nó cũng dễ thương đó nha mấy chị. Mã 0868 30.000. Một mẫu khoác cardigan. Cái này là dạng lưới nha. Lưới nhỏ pha lưới to ở dưới á. Cái này dễ thương nè, màu trắng ha. Mình có thể phối và lại trang phục tùy ý. Mình đi biển cũng đẹp, mình đi chơi bình thường cũng đẹp. Cái này mát người, nhẹ người lắm nha. Mã 0839
Mã 0864 30.000. Thêm một mẫu áo Montagy mỏng, cái này là dạng mỏng nha, mình bận áo ba lỗ bên trong rồi mình mặc mặc thêm cái này áo ngoài á, mình phối thêm, hoặc là mình bận áo bra bên trong rồi cái mình bận cái này mình sơ vin, mình bận với chân váy cũng dễ thương lắm mấy chị. Mã 0833 30.000. Em qua cho mình một mẫu cardigan, cái này là màu xanh ngọc, màu xanh dương động nhá, xanh cổ vịt nhưng mà nó có nhũ giùm em nha. Đó, nó là dạng đan lưới nè, đan lưới họa tiết. Phông lửng giùm em nha. Cái này thì mình phát bên ngoài ha, mình ho mình nó dạng phông cardigan đó mấy chị, mà phông lửng này dành cho mấy chị tầm khoảng 55 57 kg qua đầu sẽ vừa nha. Mã 0841 30.000. Dạ rồi, em qua cho mình một chiếc áo thun, cái này là áo thun phối ha. Đen phối xám giùm em. Ở hai bên hông nó sẽ là phía sau nó sẽ là màu xám, phía trước là màu đen giùm em nha. Cái này có co giãn là cái này tầm khoảng 60 kg qua đầu sẽ vừa giùm em ha. Mã 0857 30.000. Em đi cho mình một chiếc váy cardigan, màu này là màu đỏ rượu ha, rất là đẹp. Mẫu của nó sẽ là đan lưới giùm em, đan lưới to. Mình dùng để phát bên ngoài ha, mình bận đầm ôm cũng phát cũng đẹp, mình bận cái gì phát cũng đẹp hết, nhẹ nhàng thoải mái giùm em nha. Mã 0818 30.000. Tiếp theo là một chiếc khoác cardigan, cái này là dạng lưới nhưng mà lưới nhỏ, nó sẽ có pha họa tiết á, họa tiết lưới rất là đẹp ha. Ở hai bên nó sẽ có túi mà của nó là màu nâu nha, nâu nhạt. Cái này rất là nhẹ nhàng, bộ lên rất là mềm ha, phông rất tốt giùm em. Nó có cho mình cái sợi dây để mình thắt nơi phía trước á, nó không có nút nha mấy chị. Mã 0820 30.000. Dạ, tiếp theo là một chiếc áo thun, cái này là áo thun phối loang giùm em, màu vàng nè. Nó phối màu nên nhưng mà nó giật ông rê á, nó loang giùm em ha. Ba màu phối lại rất là dễ thương. Cái này nó có co giãn nè, phông tầm khoảng 65 quay đầu sẽ vừa nha. Mã 0867 30.000. Em đưa cho mấy chị một chiếc áo Montagy, cái này phông nhỏ nha, có co giãn ha. Cái này em cho mình tối đa là khoảng 60 kg quay đầu sẽ vừa. Nó là những rất tốt, mình phối với cái chân váy mà cái quần mà mẫu em đang bộ cũng đẹp nè, mình có cái chân váy lưng cao cũng đẹp, nói chung dễ có dễ mặc ha. Mã 0834 30.000. Em qua cho mình một chiếc mặt vest cardigan màu hồng baby rất dễ thương. Cái này là dạng lưới to ha, lưới này không phải dạng lưới nhuyễn giùm em nhưng mà nó sẽ là phong vải, nó sẽ có độ rũ, nó sẽ có mỏng mỏng rồi, rất là mát luôn. Mình phối với đầm cũng đẹp, mình phối với trang phục đơn giản cũng đẹp ha. Mã 0823 30.000. Tiếp theo là một chiếc áo tay dài Montagy phối lưới giùm em, màu của nó là màu xanh cobalt, rất là trắng da. Có mấy cái màu xanh cobalt này nó lên da mình tung da cực kỳ với chị, có co giãn ha. Cái này khoảng 65 kg qua đầu sẽ vừa giùm em nha. Mã 0874 30.000. Em qua cho mình một chiếc áo khoác ghi lê, cái này là dạng crop top lưới to giùm em nha. Form này thì tầm khoảng 55-57 kg qua đầu sẽ vừa. Đó, nó là dạng nhưng mà cái này vẫn rất là đẹp, mình phối với lại quần sọt, cái quần lưng cao cũng dễ thương, nói chung dễ mặc ha mấy chị. Mã 0821 30.000. Em tiếp theo cho mình là một chiếc áo thun, cái này là dạng họa tiết da beo nhưng mà nó có độ loang ha, rất là đẹp như mẫu tặng mình em luôn. Con hay tầm khoảng 60 kg qua đầu sẽ vừa. Cái này là tay dài ha, nhưng mà cái chiều dài áo nó sẽ ngang hông thôi mấy nha. Thôi nha mấy chị. Mã 0852 30.000. Em lên cho mình một chiếc áo tay ngắn phô cánh dơi, cái này là sọc trắng xám giùm em. Cái này là đang lưới với chị, mình kiểu khó mình bọn cho em một chiếc áo bra đi, áo bra đen trắng ở phía bên trong, mình phát bên ngoài thì nó sẽ đỡ lộn hơn ha. Cái này thì nó vận động lại thoải mái là phô cái tổng thể xám lông bắt đầu sẽ vừa giùm em nha. Mã 0851 30.000. Em lên tiếp cho mình một chiếc cardigan lửng, cái này là cardigan phông lửng ha mấy chị. Cái này thì chắc tầm khoảng 60 kg qua đầu sẽ vừa. Đó là dạng đan lưới màu đen, rất là dễ mặc, mình có thể phối tùy thích nha mấy chị ơi. Mã 0872 30.000.
một chiếc áo khoác cardigan đi lên thon tay ở phần lưng luôn nha. Cái này là đan lưới to nè, nãy giờ em mình rất là nhiều mẫu đan lưới, mẫu nào cũng xinh hết, cũng dễ phối dễ mặc hết. Cái này cũng tương tự luôn, không có kén da, không có kén người nha mấy chị ơi. Mã 0846 30.000. Em lên cho mình một chiếc áo lưới, cái này là lưới nhỏ nhỏ nhuyễn nhuyễn, cái này thì nó sẽ lộ nha. Mình bỏ cái áo ngoài giùm em, phông rộng rãi tầm khoảng 65-70kg qua đầu sẽ vừa. Cái này thì mình phối với áo thun hoặc là áo ba lỗ bên trong, mình phối áo ngoài cũng đẹp nha mấy chị. Mã 0850 30.000. Em lên cho mình một chiếc khoác cardigan phông dài, cái này là phông dài, màu nó là màu xanh, màu xám xanh, xanh rêu giùm em nha. Đó, nó là phông dài nha, nó phủ tới bắp tới cái đầu gối của mình luôn á. Nếu mà ai thấp thì mình sẽ phủ tới bắp chân luôn. Đó, màu rất là đẹp, rất là sang. Cái này mình phối với đầm body á, hoặc là cái đầm hai dây bên trong, mình đi cũng rất là sang, rất là dễ thương mấy chị. Mã 0816 30.000. Em quay cho mình một chiếc áo Montagy, cái này là màu xanh họa tiết có nhũ nha mấy chị, nó sẽ có ánh nhũ mà em đi gần đèn cho mấy chị xem ha. Thì cái này nó sẽ phông thoải mái nè, phông tầm 60-62kg bắt đầu sẽ vừa nha. Mã 0824 30.000. Tiếp theo là một chiếc áo phát cardigan đó, Montagy giùm em. Thì cái này thì mình không thích thì mình gỡ hết nút ra, bỏ thành khoét, có thể mình gạt hết nút, mình bỏ thành áo khô không cũng được nữa, tại vì cái độ dày của chất áo này nó chắc chắn đó, nó là màu đen nên là mình bỏ nó rất là dễ mặc ha. Mình phối với chân váy mình sơ viên cũng đẹp nè, bỏ ra ngoài nó cũng dễ thương đó nha mấy chị. Mã 0822 30.000. Em lên cho mấy chị một chiếc áo lưới tay dài màu đỏ ha, màu này là màu đỏ rất là đẹp nha, màu đỏ tươi nè, cái này dễ thương lắm, mình mặc lên mình nổi bật cực kỳ. Nhưng mà em lưu ý nó là đen lưới nên nó sẽ lộ, mình bỏ áo phun bên trong giùm em đi, hoặc là mình bỏ áo ra bên trong á, nó sẽ hạn chế lộ nhiều hơn nha mấy chị. Mã 0817 30.000. Tiếp theo giùm em là một chiếc áo thun có quần giãn nha, cái này là áo đen, tay này là tay lửng, nó hay lộ cỡ, nó không có dài quá cũng không có ngắn quá. Thì phong này là phong nó sẽ có cái phần chích ngang ngang hông ngang eo giùm em ha, nó rất là đẹp, mình thích thì mình sơ vi, mình thích bỏ ra ngoài. Chiếc quả này mặc rất là mát, nó sẽ ôm vào người và nịnh da của mình nha. Mã 0858 30.000. Em lên một chiếc áo lưới, cái này là dạng áo lưới đánh dơi ha. Cái tay của nó, ống tay của nó sẽ tới cái khuỷu tay giùm em, không dài, không hề mũ qua mông nè. Màu của nó là màu be ha, bỏ nó này dễ nhưng mà ở trong nó lộ á, mình phối với áp ra giùm em đi, hoặc là mình bỏ áo vào lỗ mình bỏ cái này bên ngoài giùm em nha. Mã 0865 30.000. Em đi tiếp cho mình một chiếc áo thun tay dài, cái này phông dài phọc dài luôn đó, mình khoảng 60-65kg bắt đầu sẽ vừa thoải mái giùm em, có co giãn ha. Cái này thì bạn dưới nó sẽ có co khung và sẽ có khối nút ba, cái hàng nút ở dưới cái phần bạn áo á, rất là đẹp nha. Cái này thì em sẽ nghĩ mấy chị bọn quá sơ viên cũng đẹp, mình bọn ra ngoài nó để áo ra ngoài cũng dễ thương nữa. Mã 0847 30.000. Lên tiếp cho mình một chiếc áo lưới tiếp tục, màu của nó là màu cam da, rất là đẹp. Cái này thì nó sẽ là phông lưỡng ha, phông này hơi nhỏ nè, có co giãn nhưng mà phông nhỏ, em ước chừng cho mình tầm khoảng 55kg qua đầu sẽ vừa giùm em nha. Mã 0849 30.000. Tiếp cho mình là một chiếc áo khoác cardigan, cái này không tay giùm em, màu này là màu sấm loang, nó như là sấm cuốn tiêu vậy đó mấy chị. Vẫn là phông áo lưới giùm em nha, lưới nhỏ. Thì cái này cho tầm khoảng 60kg qua đầu sẽ vừa, nó còn có độ co giãn nhẹ đấy nha mấy chị. Mã 0866 30.000. Cái này là diện áo lưới nha mấy chị ơi, áo thun lưới giùm em. Nó sẽ là cổ tròn, nó phối với lại các cái họa tiết rất là dễ thương, rất là độc lạ. Cái này phông của nó là màu pha mà là màu xanh xám ha. Cái này cho tầm khoảng 60kg qua đầu sẽ vừa ha mấy chị. Mã 0848 30.000. Một chiếc áo tay dài đuôi to, màu này là màu nâu xám giùm em sửa phông áo lại giùm chị. Dạ rồi, cái này thì nó là phông
thun dài ha, và áo sơ le tầm khoảng 60-65 kg với đầu sẽ vừa. Cái màu của này, màu cái màu sắc của nó rất là dễ phối ha. Mã 0859 30.000. Một chiếc áo cổ đổ rất là đẹp. Áo này là dạng áo thun ha, vải của nó rất là mềm mại, nó là màu đen, cái cổ của nó sẽ đổ ở phía trước. Mình phối giùm em cái áo bra bên trong, áo bra đen hoặc áo ba lỗ đen là dạng như áo quay ngang á, mình bận thêm cái này nó rất là đẹp nếu mà mình sợ hở ha. Còn không thì mình phối cho em một chiếc nút, nút kiểu mình gài phía trước một vài rất là dễ thương luôn nha các chị. Mã 0854 30.000. Một cái mã áo bác cardigan màu này là màu vàng giùm em, vàng nó sẽ là vàng đất hết mấy chị, lưới nha, nhưng mà cái này nó là lưới nhỏ thôi, không có to, mình dùng nó khắp bên ngoài rất là dễ thương. Cái này em nghĩ mình bận á, với những cái màu áo hoặc là ở trong mình là màu áo tông lạnh á, mình phối cái này ở ngoài nó sẽ thêm nổi bật hơn ha. Mã 0861 30.000. Một chiếc áo Montegi, chiếc khoảng Montegi nó có kiểu là nó sẽ có cái phần nơ dúng ngực ở phía trước, nó dễ thương ha. Cái này là áo trắng, trắng hơi kem kem chút xíu, trắng ngà mấy chị, dễ thương ha. Cái này thì con dài, con tập khoảng 60 kg với đầu sẽ vừa nha mấy chị ơi. Mã 0862 30.000. Một chiếc áo tay dài màu đen đó, cái cổ của nó sẽ là cổ đổ hơi nhẹ giùm em nha. Cái vải của nó mấy chị thấy đó, vải của nó em giờ vải là vải da cá đó mấy chị, rất là đẹp ha. Cái này nó sẽ không có co giãn nhiều, ở form em muốn trường học khoảng 55, quay đầu là sẽ vừa giùm em nha. Mã 0843 30.000. Một chiếc vest cardigan họa tiết màu xanh ha, họa tiết này nó hơi cổ điển chút xíu đó, rất là lạ luôn, màu áo độc lạ giùm em. Cái này thì mình dùng em hết bên ngoài ha, chất vải của nó sẽ có cái độ nổi á, mình gò lên rất là dễ thương, rất là sang, nhìn nó đắt tiền lắm á mấy chị. Cái này thì mình phối ở trong là một cái trang phục màu trơn ha, mình vest bên ngoài thôi nó cũng đẹp nữa. Mã 0870 30.000. Em lên cho mình một chiếc áo lưới crop top, màu này là màu cam pha giùm em nha. Nó sẽ là len, nó sẽ là len, cái sợi len của nó sẽ là màu cam pha đó, rất là đẹp. Form này form nhỏ, form tầm khoảng 55 kg với đầu sẽ vừa. Mình dặn cho mấy chị mặc hơi trẻ cho chút xíu, mình mặc cái này thì nó sẽ hấp tuổi của mình hơn nhiều ha. Mã 0871 30.000. Một chiếc áo thun, cái này là màu xám ấy, nó sẽ phối giùm em là cái cổ của nó là cổ bầu, nó có phối hạt cườm ha. Cái này là ở dưới ống tay và vạt áo của nó sẽ là có bèo, nó rất là dịch bánh bèo luôn, dễ thương, màu xám lông chuột. Cái này thì mình bận với chân váy dễ thương á mấy chị, nó form là form baby doll, nó rất là dễ thương ha. Mã 0855 30.000. Đây một chiếc Montegi, cái này phong này là phong ngang hông, phong lửng lửng giùm em nha mấy chị. Đó, màu của nó là màu trắng xám, nó hơi kem, nó hơi phai phai kem kem chút xíu á đó, nó là dễ thương. Cái này có co giãn nhẹ nha, em nghĩ cái mặt mình tầm khoảng 55-57 kg cái đầu sẽ vừa cái mã này nha mấy chị. Mã 0856 30.000. Dạ đây một chiếc mẫu áo 30.000 cuối cùng, cái này là dạng cardigan rất tốt màu trắng ha, nó sẽ là lưới nhưng mà là lưới ren mỏng họa tiết vậy đó. Cái này thì mình dùng cái bên ngoài, phom nhỏ, phom thì tầm khoảng 65 kg và đầu sẽ phom tầm khoảng 55 kg và đầu sẽ vừa. Hai cái ống tay nó sẽ có phối ren giùm em, và trước thì nó là cái sợi dây để mình buộc thành nơ mấy chị, dễ mặc hay dễ thương nữa. Đặt mã đi. Mã 0873 30.000. Em xin kết thúc cái chương trình like áo đồng giá 30.000 ở đây nha. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi livestream của shop em.